Nam mô Bụt Thà, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ kính cảm ơn quý sư, kính tri ân cô Tịnh Hạnh. Nam mô Bụt Thà, dạ đây là chương trình Phật pháp Bồ Đát Tham Ma trên mạng internet qua Pantalk và Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ vào mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 3 tháng 4 năm 2021, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya dịch bài 137. Kinh phân biệt sáu xứ. Sa la giá tá ná quý phân giá xuất tá. Cái tôi từ góc nhìn của tuệ quán. Phân đoạn 633 đến 636 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính cúng Thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Thà. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước duyên vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên ngại thải đều phải hậu tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ, khổ xin hết người sợ hãi, người sầu hết sầu, bi tin biết hộ trì tu trong thiền, chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh.
Bài học hôm nay, Trung Bộ Kinh, bài 137, Kinh Phân Biệt Sáu Xứ. Sẽ là Giá Tá Ná Quý Phân Gá Xuất Tá, Cái Tôi Từ Góc Nhìn Của Tuệ Quán, phân đoạn 633 đến 639. Tiếp đến, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu dẫn nhập bài pháp thoại hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Bích Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ tăng chúng. Kính thưa quý vị, khởi đầu là phân tích về sáu nội xứ. Khi vị hành giả mà tu tập thì trước tiên là phải biết về sáu nội xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Từ sáu nội xứ đó mới thấy được sáu ngoại xứ, thấy được sáu thức, sáu xúc, thấy được 18 ý hành và 16 cái, và 36 cái tâm sanh, hay là 36 loại hữu tình. Cái chữ Satapada ở đây, nếu mà dịch là hữu tình thì có đôi khi chúng ta bị nhầm lẫn. Ở trong này Đức Phật Ngài giảng giải ở trong cái đoạn kinh này thì chúng ta thấy rõ ở đây không phải hữu là chúng sanh. Rồi từ đó, trong cái phần thứ bảy đó, thì vị hành giả mới thấy được dựa vào cái này mới đoạn tận được cái này. Cuối cùng thì Đức Phật nói đến ba cái sở sở niệm. Chúng ta tạm chúng ta dịch cái chữ Satipatthana ở đây, chúng ta dịch là sở niệm. Tức là ba cái điểm ghi nhận về bậc đạo sư, chứ không phải là ba cái niệm xứ mà chúng ta rất dễ nhầm tưởng với tứ niệm xứ. Satipatthana chúng ta nhớ ở cái điểm này. Bài kinh thoạt đầu thì có vẻ như đơn giản, nhưng mà chi tiết bên trong thì chứ không có đơn giản chút nào. Tuy nhiên nếu mà học cho kỹ, chúng ta nhận thức được rõ ràng từ cái sự phân tích sáu xứ hay là lục nhập Sālayatana, thì sẽ giúp cho hành giả có một cái trí tuệ có một tuệ quán rất đáng kể.
Bài học hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Pháp Tân, vị dẫn sư của ngài hôm nay, thuyết giảng ý nghĩa của bài kinh này. Bây giờ thì xin mời cô Phong Lan đọc cho chính kinh bài học, sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Nam mô Bổn Thầy. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu. Bài kinh 137, kinh phân biệt sáu xứ. Sa la giá tá ná quý phân gá xuất tá. Cái tôi từ góc nhìn của tuệ quán. Cuộc sống của con người là một guồng máy phức tạp và vô cùng khó hiểu. Khi Đức Phật dạy nên quán chiếu tự thân, ngài đưa ra nhiều phương cách. Một trong đó là quan sát sáu giác quan. Từ sáu giác quan, hành giả cần có khả năng phân biệt căn, cảnh, thức và cảm thọ sanh khởi từ những mấu chốt đó. Đức Phật đặc biệt nói đến cảm thọ của người có tu tập và người không tu tập. Từ điểm này tạo nên ngã rẽ về cuộc sống, buông xuôi theo thói quen và cuộc sống với ý chí chuyển hóa. Toàn bài kinh là một cẩm nang về pháp hành, nên lời kinh rất cô động. 633. Sự sống theo ý nghĩa cô động và toàn diện. Sáu giác quan với những liên hệ trực tiếp và gián tiếp tạo nên một hình ảnh hoạt dụng của toàn bộ sự sống của chúng sanh. Kinh văn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sawatthi Xá Vệ Chê Tá Quá Ná Kỳ Đà Lâm tại tỉnh Sa Ma Na Thá Biên Đí Cá cấp cô độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông phân biệt sáu xứ. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Có sáu nội xứ cần phải biết, có sáu ngoại xứ cần phải biết, có sáu thức thân cần phải biết, có sáu xúc thân cần phải biết, có 18 ý hành cần phải biết, có 36 loại hữu tình cần phải biết. Tại đây do y cứ cái này, đoạn tận cái này, có ba niệm xứ mà một bậc thánh phải thực hành và có thực hành niệm xứ ấy, bậc thánh ấy mới xứng là bậc đạo sư diễn giảng đồ chúng trong các bậc huấn luyện sư. Vị ấy được gọi là bậc vô thượng điều ngự sư, điều phục các hạng người đáng được điều phục. Đây là tổng thuyết về phân biệt sáu xứ. 634. Những chi tiết có thể nắm bắt trong cuộc sống rối rắm, một cách để hiểu rõ những phức cảm là như sự thể của sự phân biệt từng phần một. Kinh văn. Khi được nói đến sáu nội xứ cần phải biết, do duyên gì được nói đến như vậy? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Khi được nói đến sáu nội xứ cần phải biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến sáu ngoại xứ cần phải biết, do duyên gì được nói đến như vậy? Sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Khi được nói đến sáu ngoại xứ cần phải biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến sáu thức thân cần phải biết, do duyên gì được nói đến như vậy? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Khi được nói đến sáu thân sức cực, thân sáu thức thân cần phải biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến sáu xúc thân cần phải biết, do duyên gì được đến như vậy? Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Khi được nói đến sáu xúc thân cần phải biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến 18 ý hành cần phải biết, do duyên gì được nói đến như vậy? Sau khi mắt thấy sắc, ý chạy theo sắc trú xứ của hỷ, chạy theo sắc trú xứ của u, chạy theo sắc trú xứ của xả. Sau khi tai nghe tiếng, vân vân. Sau khi mũi ngửi hương, vân vân. Sau khi lưỡi nếm vị, vân vân. Sau khi thân cảm xúc, vân vân. Sau khi ý nhận thức pháp, ý chạy theo pháp khởi lên hỷ, chạy theo pháp khởi lên u,
chạy theo pháp khởi lên xả. Như vậy có sáu hỷ hành, có sáu ưu hành, có sáu xả hành. Khi được nói đến 18 ý hành cần phải biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. 635. Cảm thọ của người có tu tập và cảm thọ của người không tu tập cần được phân biệt. Người tu tập không hẳn lúc nào cũng vui, nhưng vui khổ của người có tu tập dẫn đến hướng khác, hướng đi khác. Kinh văn, khi được nói đến 36 loại hữu tình cần phải biết. Do duyên gì được nói đến như vậy? Sáu hỷ liên hệ tại gia, sáu hỷ liên hệ xuất ly, sáu hỷ liên hệ tại gia, sáu hỷ liên hệ xuất ly, sáu xả, sáu u liên hệ tại gia, sáu u liên hệ xuất ly, sáu xả liên hệ tại gia, sáu xả liên hệ xuất ly. Ở đây thế nào là sáu hỷ liên hệ tại gia? Có hỷ khởi lên hoặc do nhận được hay thấy. Sự nhận được các sắc do con mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến thế vật, hoặc do nhớ được những gì đã nhận được về trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại hỷ như vậy được gọi là hỷ liên hệ tại gia. Có hỷ khởi lên do nhận thức được hay thấy được, hay thấy sự nhận được các tiếng do tai nhận thức, vân vân, các hương do mũi nhận thức, vân vân, các vị do lưỡi nhận thức, vân vân, các xúc do thân nhận thức, vân vân, các pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến thế vật, hoặc do nhớ được những gì đã nhận được về trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại hỷ như vậy được gọi là hỷ liên hệ đến tại gia. Sáu hỷ này liên hệ đến tại gia. Ở đây thế nào là sáu hỷ liên hệ đến xuất ly? Sau khi biết các sắc pháp là vô thường, biến hoại, ly tham, biến diệt, và nghĩ rằng các sắc pháp xưa nay và các sắc pháp hiện tại, tất cả sắc pháp là vô thường, khổ, biến hoại. Sau khi như thật, thấy như vậy với chánh trí tuệ, có hỷ khởi lên. Loại hỷ như vậy được gọi là hỷ liên hệ đến xuất ly. Sau khi biết được các tiếng, vân vân, các hương, vân vân, các vị, vân vân, các xúc, vân vân, các pháp và là vô thường, biến hoại, ly dục, biến diệt, và nghĩ rằng các pháp xưa kia là các pháp hiện tại, và các pháp hiện tại, tất cả các pháp là vô thường, khổ, biến hoại. Sau khi như thật thấy như vậy với chánh trí tuệ, có hỷ khởi lên. Loại hỷ như vậy được gọi là hỷ liên hệ đến xuất ly. Sáu hỷ này liên hệ đến xuất ly. Ở đây thế nào là sáu u liên hệ tại gia? Có u khởi lên hoặc do không nhận được hay thấy. Sự không nhận được các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến thế vật, hoặc do nhớ được những gì không nhận được về trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại u như vậy được gọi là u liên hệ tại gia. Có u khởi lên hoặc do không nhận được hay thấy được. Sự không nhận được các tiếng do tai nhận thức, vân vân, các hương do mũi nhận thức, vân vân, các vị do lưỡi nhận thức, vân vân, các xúc do thân nhận thức, vân vân, các pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến thế vật, hoặc do nhớ được những gì không nhận được về trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại u như vậy được gọi là u liên hệ đến tại gia. Sáu u này liên hệ đến tại gia. Ở đây thế nào là sáu u liên hệ đến xuất ly? Sau khi biết được các sắc pháp là vô thường, biến hoại, ly tham, biến diệt, và nghĩ rằng các sắc pháp xưa nay và các sắc pháp hiện tại, tất cả các sắc pháp là vô thường, khổ, biến hoại. Sau khi như thật thấy như vậy với chánh trí tuệ, vị ấy khởi lên ước muốn đối với vô thượng giải thoát, nghĩ rằng khi nào ta có thể chứng đạt và an trú trong xứ Ayatana mà các bậc thánh đang chứng đạt và an trú. Như vậy do ước muốn đối với các vô thượng giải thoát u khởi lên do duyên ước muốn. Loại u như vậy được gọi là u liên hệ xuất ly. Sau khi biết được các tiếng vân vân, các hương vân vân, các vị vân vân, các xúc vân vân, các pháp là vô thường, biến hoại, ly dục, biến diệt, và nghĩ rằng các pháp xưa nay là các pháp hiện và các pháp hiện tại, tất cả các pháp là vô thường, khổ, biến hoại. Sau khi như thật
thấy như vậy với chánh chánh trí tuệ, vì ấy khởi lên ước muốn đối với các vô thượng giải thoát, nghĩ rằng khi nào ta có thể chứng đạt và an trú trong xứ Ayatana mà các bậc thánh đang đạt và đang chứng đạt và an trú. Như vậy, do ước muốn đối với các vô thượng giải thoát, u khởi lên do duyên ước muốn, loại u như vậy được gọi là u liên hệ xuất ly. Sáu u này liên hệ xuất ly. Ở đây thế nào là sáu xả liên hệ tại gia? Sau khi một người ngu si ám độn phàm phu thấy sắc với con mắt xả khởi lên của một vô văn phàm phu, không chinh phục được phiền não, không chinh phục được quả dị thục, không thấy sự nguy hiểm, loại xả như vậy không vượt khỏi sắc pháp. Do vậy đây được gọi là xả liên hệ tại gia. Khi một người ngu si ám độn phàm phu nghe tiếng với tai vân vân, ngửi tai, ngửi hương với mũi vân vân, nếm vị với lưỡi vân vân, cảm xúc với thân vân vân, nhận thức pháp với ý, xả khởi lên của một vô văn phàm phu, không chinh phục được phiền não, không chinh phục được quả dị thục, không thấy sự nguy hiểm, loại xả như vậy không vượt khỏi các pháp. Do vậy đây được gọi là xả liên hệ tại gia. Xả này liên hệ tại gia. Ở đây thế nào là sáu xả liên hệ xuất ly? Sau khi biết sắc pháp là vô thường, biến hoại, ly tham, biến diệt, nghĩ rằng các sắc pháp xưa nay là sắc pháp, các sắc pháp xưa kia và sắc pháp hiện tại, tất cả sắc pháp là vô thường, khổ, biến hoại. Sau khi như thật thấy như vậy, với chánh trí tuệ xả khởi lên, loại xả như vậy được gọi là xả liên hệ xuất ly. Sau khi biết được các tiếng vân vân, các hương vân vân, các vị vân vân, các xúc vân vân, các pháp là vô thường, biến hoại, ly dục, biến diệt, nghĩ rằng các pháp xưa kia và các pháp hiện tại, tất cả các pháp là vô thường, biến hoại. Sau khi như thực thấy như vậy, với chánh trí tuệ xả khởi lên, loại xả như vậy được gọi là xả liên hệ xuất ly. Sáu xả này liên hệ xuất ly. Khi được nói đến 36 loại hữu tình cần phải biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến ở đây, do ý cứ cái này, đoạn tận cái này, do duyên gì được nói đến như vậy? Tại đây, này các tỷ kheo, do ý cứ, do duyên sáu hỷ liên hệ xuất ly, đoạn tận vượt qua sáu hỷ liên hệ tại gia. Như vậy là sự đoạn tận chúng, như vậy là sự vượt qua chúng. Tại đây, này các tỷ kheo, do y cứ, do duyên sáu u liên hệ xuất ly, đoạn tận vượt qua sáu u liên hệ tại gia. Như vậy là do, như vậy là sự đoạn tận chúng, như vậy là sự vượt qua chúng. Tại đây, này các tỷ kheo, do y cứ, do duyên sáu xả liên hệ xuất ly, đoạn tận vượt qua sáu xả liên hệ tại gia. Như vậy là sự đoạn tận, như vậy là sự đoạn tận chúng, là sự vượt qua chúng. Tại đây, này các tỷ kheo, do y cứ, do duyên sáu hỷ liên hệ xuất ly, đoạn tận vượt qua sáu u liên hệ xuất ly. Như vậy là sự đoạn tận chúng, là sự vượt qua chúng. Tại đây, này các tỷ kheo, do y cứ, do duyên xả liên hệ xuất ly, đoạn tận vượt qua sáu hỷ liên hệ xuất ly. Như vậy là sự đoạn tận chúng, là sự vượt qua chúng. Này các tỷ kheo, có xả đa diện, y cứ đa diện, có xả nhất diện, y cứ nhất diện. Này các tỷ kheo, thế nào là đa diện, y cứ đa diện? Này các tỷ kheo, có xả đối với các sắc pháp, có xả đối với các tiếng, có xả đối với các hương, có xả đối với các vị, có xả đối với các xúc. Như vậy, này các tỷ kheo, là xả đa diện, y cứ đa diện. Và này các tỷ kheo, thế nào là xả nhất diện, y cứ nhất diện? Có xả y cứ hư không vô biên xứ, có xả y cứ thức vô biên xứ, có xả y cứ vô sở hữu xứ, có xả y cứ phi tưởng phi, phi tưởng xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, là xả nhất diện, y cứ nhất diện. Ở đây, này các tỷ kheo, do y cứ, do duyên xả nhất diện, xả y cứ
nhất diện, đoạn tận vượt qua xả đa diện, xả y cứ đa diện. Như vậy là sự đoạn tận xả này, như vậy là sự vượt qua xả này. Này các tỷ kheo, do y cứ không tham dục, do duyên không tham dục, đoạn tận vượt qua xả nhất diện, xả y cứ nhất diện ấy. Như vậy là sự đoạn tận xả này, như vậy là sự vượt qua xả này. Khi được nói đến, khi được nói đến tại đây, do y cứ cái đoạn tận cái này, chính do duyên này được nói đến như vậy. 636. Ba cái nhìn và thái độ của Đức Thế Tôn đối với chúng sanh. Chữ Satipatthana ở đây dịch là niệm xứ không mang ý nghĩa như trong tứ niệm xứ, mà cần được hiểu theo ngữ cảnh của chánh kinh, kinh văn. Khi được nói đến, có ba niệm xứ mà một bậc thánh phải thực hành, và có thực hành niệm xứ ấy, bậc thánh mới xứng là bậc đạo sư diễn giảng đồ chúng. Do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây này các tỷ kheo, bậc đạo sư thuyết pháp cho các đệ tử vì lòng từ mẫn, vì lo cho hạnh phúc của họ, vì thương tưởng họ, nói rằng đây là hạnh phúc cho các ông, đây là an lạc cho các ông. Một số đệ tử của bậc đạo sư ấy không có khéo nghe, không có lóng tai, không có an trú tâm vào chánh trí, và hành động ngược lại lời dạy của bậc đạo sư. Tại đây này các tỷ kheo, Như Lai không có hoan hỷ, không có cảm giác hoan hỷ, nhưng sống không có dao động, chánh niệm tỉnh giác. Này các tỷ kheo, đây là niệm xứ thứ nhất một bậc thánh phải thực hành, và có thực hành niệm xứ ấy, bậc thánh mới xứng là bậc đạo sư diễn giảng đồ chúng. Lại nữa này các tỷ kheo, bậc đạo sư thuyết pháp cho các đệ tử vì lòng từ mẫn, vì lo cho hạnh phúc của họ, vì thương tưởng họ, nói rằng đây là hạnh phúc cho các ông, đây là an lạc cho các ông. Một số đệ tử bậc đạo sư ấy không có khéo nghe, không có lóng tai, không có an trú tâm vào chánh trí, và hành động ngược lại lời dạy của bậc đạo sư. Có một số đệ tử khéo nghe, lóng tai, an trú tâm vào chánh trí, và không hành động ngược lại lời dạy của bậc đạo sư. Tại đây này các tỷ kheo, Như Lai không có hoan hỷ, không có cảm giác hoan hỷ, không có không hoan hỷ, không có cảm giác không hoan hỷ. Sau khi đoạn bỏ cả hai, hoan hỷ và không hoan hỷ, Như Lai trú xả chánh niệm tỉnh giác. Này các tỷ kheo, đây là niệm xứ hai một bậc thánh phải thực hành, và có thực hành niệm xứ ấy, bậc thánh mới xứng là bậc đạo sư diễn giảng đồ chúng. Lại nữa này các tỷ kheo, có bậc đạo sư pháp cho các đệ tử vì lòng từ mẫn, vì lo cho hạnh phúc của họ, vì lòng vì thương tưởng họ, nói rằng đây là hạnh phúc cho các ông, đây là an lạc cho các ông. Đệ tử của bậc đạo sư ấy khéo nghe, lóng tai, an trú tâm vào chánh trí, và không đi ngược lại lời dạy của bậc đạo sư. Tại đây này các tỷ kheo, Như Lai hoan hỷ và cảm giác hoan hỷ, sống không dao động, chánh niệm tỉnh giác. Này các tỷ kheo, đây là niệm thứ ba một bậc thánh phải thực hành, và có thực hành niệm xứ ấy, bậc thánh mới xứng là bậc đạo sư diễn giảng cho đồ chúng. Khi được nói đến, có ba niệm xứ một bậc thánh phải thực hành, và có thực hành niệm xứ ấy, bậc thánh mới xứng đáng là bậc đạo sư diễn giảng cho đồ chúng. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến, trong các vị huấn luyện sư, vị ấy được gọi là vị vô thượng điều ngự sư, điều ngục điều phục hạng người đáng được điều phục. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỷ kheo, một con được điều phục do một vị điều ngự tượng sư dắt dẫn, chỉ dạy, chỉ chạy về phương phương đông, phương bắc, phương bắc hay phương nam. Này các tỷ kheo, một con ngựa được điều phục do một vị điều ngự mã sư dắt dẫn, chỉ dạy về một phương, phương đông, phương tây, phương bắc hay phương nam. Này các tỷ kheo, một con bò được điều phục do một vị điều ngự sư dắt dẫn, chạy dẫn chỉ dạy về một phương, phương đông, phương tây, phương bắc hay phương nam. Này các tỷ kheo, một người được điều phục do Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác dẫn dắt, được chạy cùng khắp cả tám phương, có sắc thấy các sắc pháp, đó là phương thứ nhất, không có tưởng nội sắc,
thấy các ngoại sắc, đó là phương thứ hai. Nghĩ đến thanh tịnh, chú tâm trên ấy, đó là phương thứ ba. Vượt qua một cách hoàn toàn các sắc tưởng, diệt trừ đối ngoại tưởng, diệt trừ đối ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, và nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ, đó là phương thứ tư. Vượt qua một cách hoàn toàn không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ, đó là phương thứ năm. Vượt qua một cách hoàn toàn thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có gì cả, chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ, đó là phương thứ sáu. Vượt qua một cách hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là phương thứ bảy. Vượt qua một cách hoàn toàn phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, đó là phương thứ tám. Này các tỷ kheo, một người đáng được điều phục do Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác dẫn dắt, được chạy cùng khắp tám phương này. Khi được nói đến trong các vị huấn luyện sư, vị ấy được gọi là vô thượng điều ngự sư, điều phục hạng người đáng điều phục, chính do duyên này được nói đến như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng. Dạ, con đã đọc xong phần kinh văn. Kính chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi giảng giải bài kinh vừa đọc. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tịch Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cái bài kinh hôm nay là nói đến sáu xứ. Thì phần chánh kinh thì chúng ta đã nghe đọc, được dẫn nhập bởi Thượng Tọa Tỳ Siêu, cũng như là giải thích bởi do Thượng Tọa Giác Đẳng. Thì hôm nay đó là chúng ta học cái nội dung cái bài kinh này. Sự thật ra đó thì trong nội dung bài kinh này là nói đến cái phương pháp hành. Phương pháp hành, bởi vì trong Phật giáo chúng ta đó là pháp học, pháp hành, pháp thành. Thì học để chúng ta bồi bổ, củng cố tri kiến của mình. Hành là để chúng ta đưa đến cái đoạn diệt phiền não, và cuối cùng thì ta thành tựu được sự giải thoát. Nói vậy thì phương pháp hành ở đây đó là nói đến phương pháp chánh niệm ở trong cái đời sống. Mà như là Thượng Tọa Tỳ Siêu đã nói khi nãy, đó là ba niệm xứ. Sự thật ra thì ba niệm xứ ở đây chúng ta không có phải hiểu rằng như là trong kinh bài kinh niệm xứ ở trong Trung Bộ, hay là đại kinh niệm xứ ở trong kinh Trường Bộ, mà là ba khía cạnh của ở trong thân ngũ uẩn của chúng ta. Nếu chúng ta nói rằng ngũ uẩn cũng được, khía cạnh của ngũ uẩn hay là danh và sắc, hay chúng ta nói cái gì nó liên quan với cái thế giới này, tức là 12 xứ, 6 nội xứ, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của chúng ta, ý của chúng ta. 6 ngoại xứ thì có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Như vậy thì sáu nội xứ là ở trong chứ tịnh thân của chúng ta, và sáu ngoại xứ là ở bên ngoài. Khi nói đến 18 giới cũng có nghĩa là nói chính sáu cái giới này, tức là nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới,
thân giới và ý giới. Thì bên cạnh đó chúng ta thấy rằng nói đến sáu cái ngoại giới ở bên ngoài, tức là sắc giới, thân giới, ký giới, vị giới, sức giới và pháp giới đó, thì gồm có nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức giới. Như vậy thì cái nội dung của bài kinh hôm nay đó là nói Đức Phật dạy cho cái phương pháp hành trì liên quan đến cái phương pháp chánh niệm. Đây là phương diện của pháp hành, phương diện của pháp hành. Bởi vì đối với đạo Phật đó, thì không phải là chúng ta hoàn toàn cầu nguyện vái lại không. Bởi vì cái người tu Phật của chúng ta thì luôn luôn có cái niềm tin ở nơi Phật, tức là sự giác ngộ của Đức Phật thông qua những cái ân đức. Cái thứ hai nữa là những cái ân đức của giáo pháp, mà cái công năng diệu dụng do giáo pháp mang lại. Cái thứ ba nữa là cái ân đức của tăng chúng, bởi vì sự thành tựu và thực hành của các ngài mà có thành tựu được cái sự thanh tịnh đó, giải thoát từ nơi cái giáo, do việc thực hành cái giáo pháp của Đức Phật. Thì khi mà mình có cái niềm tin đó, đó là một điều mà nền tảng cốt lõi để giúp cho một cái vị hành giả tu tập. Thì bên cạnh đó, đó là thông qua với cái sáu xứ này, nói sáu xứ có nghĩa là sáu xứ ở đây chỉ, tức là nói đến cái chỗ, cái nơi. Chữ Satipatthana có nghĩa là có thể nói rằng chúng ta nhờ cái chánh niệm ở một chỗ nào đó, một chỗ đó mà thông qua là 12 xứ, tức là 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. Bây giờ nè, chúng ta thấy rằng là thường ở trong một cái đời sống hàng ngày đó, thì chúng ta thường là bị chi phối ở trong những cái trần cảnh ở bên ngoài rất là nhiều. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp bị chi phối rất là nhiều. Rồi từ ở cái việc mà bị chi phối đó do mắt thấy, bởi vì khi mà nói rằng sáu nội xứ, tức là con mắt chúng ta thấy, con mắt, bởi vì con mắt của chúng ta nó cũng chỉ là nhãn vật thôi. Nhưng mà khi mà tâm chúng ta nương gá vào con mắt để hình thành nên là gọi là tâm mà nương gá vào đó, vào con mắt để mà hình thành nên cái sự thấy đó, thì nó cũng phải có nhiều cái yếu tố khác nữa. Ngoài cái ngoại xứ, tức là sắc xứ đó, thì còn có ánh sáng, còn có cái sự chú tâm, rồi còn có cái sự phản cách giữa cái cảnh mà chúng ta thấy, mắt chúng ta thấy, rồi giữa cái nhãn vật của chúng ta nữa. Như vậy thì khi mà nói đến sáu nội xứ, tức là con mắt của chúng ta, mắt chúng ta, nếu mà bình thường một cái người, một xác chết ấy, thì chúng ta mặc dù là có nhãn vật nhưng mà không có cái hệ thần kinh, không có cái tâm nương gá vào đó để hình thành được sự thấy, thì cái đó cũng là chỉ là một cái xác chết mà thôi. Nhưng mà khi mà con người chúng ta còn sống ấy, thì thông qua con mắt đó chúng ta thấy, có thấy được cái cảnh sắc, cảnh sắc đó xa hay là gần, thô hay là tế, chúng ta thấy. Rồi thí dụ chúng ta thấy tai của chúng ta cũng vậy đấy. Cái lỗ tai của chúng ta đó thì cũng là để nghe thôi, bởi vì một căn thì chỉ có tiếp xúc với một cảnh, mày mắt thì chỉ là biết được cảnh sắc, tai thì biết được cảnh thinh, mũi thì biết được cảnh khí, hay trong kinh gọi đó là cảnh hương.
Lưỡi thì biết được cảnh vị, thân thì biết được cảnh xúc, và đối với tâm thì biết được cảnh pháp của chúng ta. Thì như vậy thì mỗi một cái căn như vậy đó, để tiếp xúc với cái sáu cái trần cảnh ở bên ngoài, tức là mắt, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cái gì do mắt thấy, do tai nghe, do mũi ngửi, do lưỡi nếm, do thân xúc chạm, do ý suy nghĩ đến, thì cái đó được gọi là những trần cảnh sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Những trần cảnh. Thì khi mà chúng ta không có chánh niệm, thì nếu chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta không thể thấy rõ được những cái mỗi cái thành phần trong sáu nội xứ và sáu ngoại xứ đó. Bởi vì do rằng chúng ta không có chánh niệm, mà chánh niệm ở đây đó thì quý vị biết rằng Đức Phật dạy rằng là mình mắt mình thấy thì mình biết là mình thấy thôi, mắt mình thấy thôi, hoặc là tai mình nghe cũng chỉ biết là mình nghe thôi. Nếu mà chúng ta mà tách rời nó ra giữa cái nhãn vật của chúng ta là con mắt, mà nếu mà không có cái hệ thần kinh trong đó và không có cái tâm nương gá vào đó để chúng ta thấy thì cũng không thể thấy được, mặc dù là có cảnh sắc đó, cảnh sắc đó. Cho nên là khi mà căn cảnh gặp lại với nhau, đó là sự giao thoa, thì thức sanh khởi, thì cái đó được gọi là xúc. Xúc. Cho nên là khi mà mắt thấy cảnh sắc á, thì cũng chỉ là thấy thôi. Nếu như một người mà không có tu tập thì mình thấy cái cảnh gì đó, cái cảnh đó không tốt, thì tự động mình không hài lòng. Không hài lòng. Bởi vì sự thật ra đó là không phải là mình bịt cái con mắt lại không thấy, mình không phải là mình bịt cái tai lại để mình không nghe, không phải bịt cái mũi lại để chúng ta không được ngửi, không phải là chúng ta không có ấy cái lưỡi để nếm vị thì để biết cảnh vị, không phải như vậy. Mà là khi chúng ta xúc chạm, khi chúng ta các căn mà tiếp xúc với các cái trần cảnh, mà như chúng tôi đã nói, đó là sáu nội xứ này nè, tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ đó, thì nó sẽ tiếp xúc với sáu cái trần cảnh, đó là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xúc xứ và pháp xứ. Thì như vậy đó, thì cái gì mà do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thì nó thông qua bằng năm cái giác quan của chính mình. Nhưng mà có một cái cảnh, cảnh đó là gọi đó là cái pháp xứ đó, thì cái đó là do tâm của chúng ta, chúng ta trạng lại, chúng ta thấy lại những cái điều đó. Hoặc là chúng ta có thể là mắt thấy, chúng ta thấy cái cảnh nó không hài lòng, chứ do chúng ta không có tu tập, không có cái gọi là trao dồi cái chánh niệm của mình. Bởi vì thấy cũng chỉ là thấy thôi. Nếu chúng ta nhìn thấy rõ như vậy đó, thì nếu chúng ta không có con mắt, không có cảnh sắc và không có tâm nương gá vào đó, đó thì không thể nào mà chúng ta hình thành nên sự thấy. Nếu mà chúng ta tách rời qua ở sáu căn, sáu trần, sáu thức ấy, thì có lẽ là chúng ta thấy rằng nó là cái sự kết hợp, kết hợp giữa căn, cảnh và thức thôi, tức là tâm của chúng ta. Nếu mà thấy rõ vậy, thì cái người mà để mà thấy rõ đó, thì chúng ta thấy rằng sự thấy nó cũng là thấy, mắt thấy là biết như vậy, tai nghe cái âm thanh nó cũng là chỉ là nghe âm thanh thôi. Chứ chúng ta cũng đừng có để ý rồi sanh phản ứng tượng nghịch trong đó. Phản ứng tượng nghịch ở đây đó có nghĩa là thuận á, là chúng ta ưa thích, hài lòng,
ưa thích, hài lòng. Ví dụ như bây giờ nè, ai khen mình thì mình thông qua cái lỗ tai, cái tai của mình. Ai khen mình thì mình vui, nhưng mà ai chê mình thì mình buồn. Cái đó là mình khéo đi chạch, không có tu tập, không có trao dồi cái chánh niệm. Bởi vì cái âm thanh đó nó cũng chỉ là âm thanh thôi. Cảnh thinh nó cũng chỉ là cảnh thinh, hoặc là cảnh sắc nó cũng chỉ là cảnh sắc do mắt thấy thôi. Rồi nếu chúng ta không có cái lỗ tai, không có tâm nương gá vào đó, và chúng ta không có sanh lên một cái tâm gọi là phản ứng thượng nghịch đó, tức là thích thuận, tức là chúng ta ưa thích, mà nghịch là chúng ta không hài lòng, không ưa thích, bực bội, khó chịu gì đó. Như vậy thì lúc đó trong nội tâm của chúng ta nó sanh ra vui buồn, vui buồn. Cho nên nếu mà một người mà không có tu tập chánh niệm á, thì mình gặp cảnh gì đó, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm, thì một ngày, một khoảng thời gian ngắn thôi, hoặc là một ngày đó, nếu chúng ta nói dài hơn nữa là một ngày đó, thì chúng ta cũng không biết bao nhiêu lần phản ứng thượng nghịch đó, tức là vui, buồn, hài lòng, thích thú gì đó. Cái tâm của mình là vậy. Tuy rằng cái việc mà thích thú hay là không hài lòng nó không phải như những gì mà bộc lộ lớn mạnh hay là thô thiển, mà là những cái mà chúng ta không hài lòng nó là cũng biểu hiện của cái tâm sân rồi, biểu hiện của tâm sân rồi. Rồi những cái mà chúng ta cảm thấy hài lòng, thích thú trong đó thì nó là biểu hiện của tâm tham. Nếu chúng ta không có chánh niệm thì rõ ràng là một ngày chúng ta bị chi phối bởi tham, bởi sân, và dĩ nhiên thì có cái sự không thấu rõ, không thấy rõ, không thấu rõ từ ở cái vô minh của chính mình. Rồi có nhiều khi cũng từ đó mà chúng ta sanh ra cái thường đó, là sanh ra cái ngã chấp. Tôi buồn, tôi vui, tôi thích thú, tôi hài lòng, tôi không hài lòng, tôi ưa thích, tôi ưa chuộng, vân vân. Thế là buồn vui. Nói buồn vui thôi, không phải là buồn mà gọi là buồn da diết, mà là ở trong cái sự không hài lòng của mình đó, nó cũng là một biểu hiện của sự buồn bởi tâm sân. Cho nên nếu như một người mà không có tu tập chánh niệm thì rõ ràng là mắt chúng ta thấy, một căn chỉ biết được một cảnh. Ví dụ như con mắt chúng ta chỉ biết được cảnh sắc, mũi chúng ta biết được cảnh khí, tai chúng ta chỉ biết được cảnh thinh, lưỡi chúng ta biết được cảnh vị, thân chúng ta biết được cảnh xúc, và ý chúng ta biết được cảnh pháp. Chỉ vậy thôi. Nếu mà chúng ta nhìn tổng thể những cái tổng hợp này ra đó, thì không có cái gọi là tôi thấy hay tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi buồn, tôi vui ở trong đó, mà là sự tổng hợp, tập hợp lại các cái thành phần, mà thông qua đó là 12 xứ hay hoặc là 18 giới. Như vậy thì nói đến cái việc tu tập của một vị hành giả nhờ cái chánh niệm đó, chữ sa tí ở đây, hay là ngài Xá Lợi Phất ngài gọi là sa tí sa pa chanh nhanh chá đó, y mê đuê tham mắc bá hú ca ra đó, tức là nhờ cái chánh niệm và tỉnh giác đó đó, là những cái pháp có nhiều cái tác dụng, tác dụng trên cái phương diện mà mình hành thiền, hay là tác dụng về phương diện khác. Nhưng mà đặc biệt ở đây là nói đến cái việc mà mình quán chiếu nhờ cái chánh niệm tỉnh giác đó, mà mình thấy rõ được các cái thành phần cấu hợp thành với cái gọi là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại đó, thì không có cái gì gọi là tôi ta trong đó. Vì vậy cho nên là ngài Xá Lợi Phất ngài nói không có cái tôi thấy, hay không có cái tôi nghe, không có cái tôi ngửi,
không có cái tôi nếm, không có cái tôi xúc chạm, mà chỉ có cái sự thấy, chỉ có sự nghe, chỉ có sự ngửi, chỉ có sự nếm, sự đụng, xúc chạm ở trong đó. Như vậy thì ở đây đó là do rằng chúng ta chấp ngã có cái gì đó, cho nên là tôi thấy, tôi nghe, vì vậy cho nên là mình buồn, vui, sanh ra phản ứng, sanh ra giải thể phản ứng. Cho nên nếu mà với một cái người tu tập á, đặc biệt là tu tập về thiền đó, thì thấy rằng cái sự kết hợp của danh và sắc này, hay sự kết hợp của 12 xứ này, tức là 6 nội xứ và 6 ngoại xứ, hay là 18 giới này, tức là 6 6 nội giới ở trong này, 6 ngoại giới ở bên ngoài, và 6 thức ở trong đó, ý thức. Từ ở cái việc mà nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới, vân vân, ý thức giới trong đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta thấy các cái thành phần tổng hợp lại, đó là danh và sắc, hay là 12 xứ đó, hoặc là 18 giới đó, thì không có cái gì được gọi là cái tôi ở trong đó hết. Cho nên là cái người tu tập, chúng ta thấy cái cảnh lành là đối với trong đời sống hàng ngày. Sự thật ra là một người tu tập thiền quán cũng là một trong những cái trao dồi nội tâm của mình. Bởi vì do mình thất niệm, cho nên cái mà mình thấy đó, nó tạo nên cái cảm giác là mình vui buồn trong đó rồi. Hoặc là cái nghe đó mà chúng ta đã vui buồn rồi. Nếu chúng ta xét kỹ, nếu không có âm thanh thì chúng ta không có nghe. Và nếu chúng ta không có nhĩ vật, tức là cái lỗ tai của chúng ta, thì chúng ta cũng không nghe. Và chúng ta không có tâm lương gá vào trong nhĩ vật đó để chúng ta nghe, thì rõ ràng chúng ta cũng không nghe. Điển hình như là một xác chết thì nằm không đó, mặc dù là mình nói gì đi nữa thì cũng không thể nào nghe được. Như vậy thì mình thấy rằng cuộc đời này đó, thì có biết bao nhiêu cái sự trộn rộn, rồi biết bao nhiêu cái sự vui buồn, rồi biết bao nhiêu sự khổ sầu, hay là biết bao nhiêu cái sự say đắm, chính cái do là mình chắc vào có cái tôi, cái ta, hoặc là cái tâm thái của mình phản ứng thượng nghịch đó, tức là mình ưa thích, mình tìm kiếm, hay là mình không hài lòng, mình bực bội, mình khó chịu. Nếu như mình để ý kỹ cái tâm của mình á, một người mà có chánh niệm á, bởi vì mình ở đây chữ Satipatthana có nghĩa là chữ Sati ở đây có chỉ là cái sự ghi nhận, ghi nhớ, cái người tu tập vậy, hoặc là với cái đề mục hơi thở, hoặc là cái đề mục mà nhìn về ở trong các cái xứ của mình, tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thân sân xứ đó, thì ở đâu mà chúng ta đặt niệm ở đó, thì cái chỗ đó, cái chữ đó, cái đó nó gọi là Patthana, là cái nơi mà chúng ta cần có cái sự sôi rọi, sôi rọi bằng cái chánh niệm, chánh niệm. Bởi vì nếu như chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta không có thể sôi rọi thấy rõ, tách bạch từng phần một, và do đó không có cái theo như là trong cái việc điều mà Đức Phật ngài dạy đó, là không có cái tự ngã ở trong. Và khi mà mình thấy cũng chỉ biết là thấy thôi, nghe cũng chỉ biết là nghe thôi, ngửi cũng chỉ biết là ngửi thôi, nếm cũng chỉ biết là nếm, xúc chạm cũng chỉ biết là xúc chạm, và chúng ta không có sanh ra cái tâm gọi là ưa thích, hay là không hài lòng, bực bội, khó chịu. Như vậy thì tâm thái của mình nó không bị chi phối, và đến một mức độ nào đó thì mình thấy là sự cấu hợp của các cái thành phần, và không có cái tôi, cái ta ở trong đó, thì mình mới có thể dứt được cái ngã chấp. Nhưng mà cái việc này đó
là đòi hỏi cái pháp tiên quyết đầu tiên của cái người tu tập thiền quán là phải có cái chánh niệm và tỉnh giác. Và cái chánh niệm tức là cái mà chúng ta làm cái gì, chúng ta nhìn, chúng ta mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm và ý chúng ta suy nghĩ, thì cái đó chúng ta ghi nhận, ghi nhớ biết là gì. Còn tỉnh giác là chúng ta biết rõ những cái việc gì mà nó đang diễn ra, không chú ý tới những cái khác. Cái đã qua thì nó đã qua rồi. Bởi vì trong mọi pháp thủ vi này sinh diệt liên tục, sinh diệt liên tục. Và khi mà chúng ta nói, chúng ta đang đề cập đến một cái việc đó, đó như vậy đó, thì chúng ta đang nói cũng có nghĩa là nó đã qua. Cho nên là nó vô luôn, diễn biến liên tục như vậy. Vì cái người mà có chánh niệm tỉnh giác mới thấy được cái sự sanh diệt đó, mà mới ngộ ra được cái bản chất vô thường của chính ở trong cái ngũ uẩn của mình nói chung, và ở chính ở trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng đó. Đó là như vậy. Như vậy thì tại sao mình đặt lại một cái câu hỏi là tại sao chúng ta lại khổ sầu, tại sao chúng ta lại buồn chồn lo âu, tại sao chúng ta lại ước vọng việc này việc nọ? Tại vì mình nghĩ rằng cái đó nó hấp dẫn, cái đó nó qua lệ, cái đó nó như thế này thế nọ, để rồi tâm của chúng ta ưa thích ở trong đó. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn thấy kỹ đó, thì cũng chính ở trong cái nội thân của mình là mình thấy rằng là cái gì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nó cũng đang diễn biến đó. Bởi vì nó không có bây giờ đứng yên. Cái thấy vô thường mà ở bên ngoài đấy, để thấy vô thường mà ở bên ngoài á, nó cũng chỉ là những cái cảnh vật ở bên ngoài thôi. Cái quan trọng là thấy được cái sự biến diệt, sanh diệt ở trong tự thân của chính mình, tức là sôi ở trong năm uẩn này, sôi sáng, sôi rọi ở trong năm uẩn này. Mà để sôi rọi đó đó, thì cái người tu tập á, thiền á, cái yếu tố chánh niệm và tỉnh giác rất là quan trọng. Và khi mà chúng ta buồn vui chi phối ở trong cuộc đời này một ngày bao nhiêu cái, ngay cả những khi rồi những cái chuyện mà chúng ta thấy nó vô trùng là nhỏ nhôi, nó không đáng đâu vào đâu hết. Nhưng mà khi mà nó cũng là làm rối loạn, nó làm cho cái sự nổi dậy rối loạn từ ở tâm của mình. Giống như là quý vị thấy rằng là nhiều khi mình những cái chuyện đó mình đã nhìn như là mình quên lửng này, mình không để ý tới. Nhưng tự nhiên khi chúng ta ngồi thiền thì nó làm cho chúng ta nhớ lại những điều đó. Mà những điều đó chúng ta thấy nó hết sức là nhỏ nhoi, hết sức là tầm thường, bình thường như vậy. Nhưng mà rồi đó thì nó trở thành cái sự nổi dậy. Nổi dậy là sao? Tâm chúng ta phải dính mắt vào đó, vướng vào mắt vào đó, rồi sanh ra cái phản ứng thuận nghịch đó. Và tâm của mình nó trong một cái trạng thái khổ sầu, khổ sầu. Cho nên hả, là thấy được cái tính chất của vô thường trong thân và tâm của mình, thì đồng nghĩa là thấy được cái tính chất khổ của các cái cảm thọ của cái chính thân ngũ uẩn này, chính thân ngũ uẩn này. Cho nên mình nói để mà tu tập chánh niệm hay là tu tập thiền quán để mà giải thoát thì nó hơi xa đối với mình. Chúng ta cũng không mong gì hơn. Nhưng mà cái điều mà trong mỗi khoảnh khắc, trong mỗi thời gian hiện tại này, mà chúng ta do cái việc thực hành thiền quán của mình, thông qua cái chánh niệm và tỉnh giác đó, qua cái mà chúng ta đặt niệm, tức là 12 xứ hay là 18 giới đó, để rồi cái tâm của mình nó thoát cái sự ràng buộc ưa thích hay là không hài lòng, để rồi tránh đi cái tình trạng là phản ứng thượng nghịch đó. Vì vậy cho nên là ở đây đó là cái tâm của mình, khi mà mình tránh đi những cái tình trạng phản ứng thượng nghịch, thì cái tâm của mình đã có được cái sự an lạc rồi. An lạc, an lạc.
Và an lạc ở trong khoảnh khắc nào thì chúng ta phải nói rằng tạm thời gọi đó là sự giải thoát trong khoảnh khắc đó. Nhưng mà đến khi nào mà một người tu tập trong cái đời sống, bởi vì cho nên là nhiều khi mình thấy rằng là đi tu với một cái thời gian, rồi trải nghiệm với một cái thời gian, rồi mình lo làm những việc này việc nọ, mình nghĩ những cái việc đó đó là những việc mà có thể là lợi lạc cho cái đời sống tu tập của mình. Nhưng mà cái điều quan trọng đó, chính là mình sống một cách chậm lại và mình sống một cách rất là trầm tĩnh trong mọi cái cử chỉ, từ ở cái mũi ngửi, lưỡi chạm ý, suy nghĩ đều có chánh niệm, đều có chánh niệm. Cho nên á là chúng tôi nghĩ rằng ở trong giới mà của một vị tỳ kheo ấy, thì có thể nói là sự thu thúc thanh tịnh giới, thu thúc thanh tịnh giới tức là thu thúc các cái căn của mình, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn của mình, mình thu thúc, có nghĩa là thu thúc bằng chánh niệm và tỉnh giác, cũng là một phương pháp tu, cho nên khi mà mình nói giới là thu thúc thanh tịnh giới, thì nếu như một người có chánh niệm tỉnh giác á, thì đó cũng là sự thu thúc rồi, có cái sự ghi nhận rồi. Nói trong Phật pháp á, thì nói đến giáo pháp thì có lẽ là rộng và bao la, nhưng mà cái điều chính đáng nhất á, là chúng ta biết rằng chúng ta có cái thân này đó là hệ quả của luân hồi, bởi vì phiền não tức là vô minh, tức là tham ái và chấp thủ, cái đó là những cái chất liệu để tạo nên cái sự bận nhơ từ ở mỗi chúng sanh, và do cái sự bận nhơ đó khiến cho chúng sanh có sự hành động tạo tác, và khi có sự hành động tạo tác thì sẽ có cái kết quả của nó là hệ quả mà chúng ta có được, có cái thân này, thân ngũ uẩn này. Cho nên khi mà Đức Phật của chúng ta đó, sau khi mà ngài Đức Bồ Tát của chúng ta, sau khi mà ngài giác ngộ thành Phật dưới cội cây Bồ Đề, thì ngài mới thấy rõ rằng cái sự vận hành để tạo nên cái thế giới này, thế giới nội tại này đó, tức là tạo nên cái ngôi nhà ngũ uẩn này, thì Đức Phật ngài mới nói rằng: lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, cột kèo ngươi bị gãy, tâm ta đã tịnh tịnh. Có nghĩa là cái tham ái, cái vô minh á, để khiến cho xây dựng nên cái ngôi nhà ngũ uẩn này. Mà nếu chúng ta nhìn lại đó, dù là cái ngũ uẩn này thô hay là tế, xa hay là gần, thì sự hiện hữu đó cũng đều là sự khổ. Cho nên đối với các cái bậc thánh á, thì các ngài thấy được cái sự khổ, khổ mà chúng ta có cảm nhận đó. Thí dụ như mình bị khổ về tâm lý, mình khổ về thể chất, bị vết thương, bị đau bệnh, hành hạ về thể chất này, rồi mình khổ về tâm lý là bao nhiêu cái sự diễn biến làm sốc trong tâm lý của mình, buồn, sầu khổ, thì cái đó chúng ta có cái cảm nhận, cũng là cái cảm nhận đau khổ của một cái phàm phu, hay hoặc là thông qua cái trí văn. Trí văn đó là nhờ chúng ta học Phật pháp, rồi chúng ta tìm hiểu Phật pháp, rồi chúng ta có một chút ít trí tư, là chúng ta suy tư, suy gẫm đến với cái nội thân này, đối với cái cuộc sống, đời sống luân hồi này, xuyên qua cái ngũ uẩn này, xuyên qua cái gì mà Đức Phật ngài dạy, rồi để rồi là chúng ta có thể tu tập để đạt được cái trí gọi là trí tu,
tức là cái trí đạo của một bậc thánh, thấy để đoạn trừ phiền não. Cho nên nếu mà nói cái yếu tố chánh niệm và tỉnh giác đó rất là cần thiết ở trong đời sống của mình. Như vậy thì ở đây, cái người mà thấy được cái sự hiện hữu của năm uẩn này, và chúng ta thấy rằng với một cái vị mà tu chứng thiền như là thiền của các bậc thánh á, thì các ngài lần lượt để đoạn trừ phiền não thông qua cái nhìn này, thông qua cái thấy biết này, thông qua cái thấy biết này. Cho nên là khi mà mình tu tập, dĩ nhiên là mình phải giữ giới, giữ giới. Dĩ nhiên là mình phải ngăn ngừa những cái hành vi do thân khẩu ý tạo nên cái nghiệp bất thiện. Dĩ nhiên là cái việc đó phải cần để chúng ta tu tập. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng tạo trữ các cái công đức thiện sự khác, để nó trở thành một cái thiện pháp, trở thành cái năng lượng để hỗ trợ cho cái việc hành trì Phật Pháp của mình. Nhưng mà cái việc mà chúng ta thực hành thiền quán, hay là thực hành cái đời sống chánh niệm thông qua 12 xứ hay là 18 giới đó, hoặc nói đến 36 cái ái ở trong chính cái tự thân của mình liên quan đến ngũ uẩn, thì ở đây đó có thể nói rằng là để một lúc nào đó mình thấy được cái sự sanh diệt này vốn là như vậy. Và khi mà mình có chánh niệm đó, thì quý vị thấy rằng là cái đời sống ở hiện tại mình cũng có được cái sự an lạc rất là nhiều, an lạc rất là nhiều. Nhưng mà rồi đó thì các cái bậc mà tu tập để đạt được cái chứng được các cái thiền sắc, mình nói ở trên phương diện của một cái vị tu tập thiền quán để hòa thiền chỉ, để rồi các vị đó chứng được các cái tầng thiền cũng như là chứng được quả vị thánh nhân đó, thì quý vị thấy rằng ở trong cái thế giới này, nếu mà mình nói cái thế giới quan mà xung quanh của chúng ta thì có cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Nhưng mà nói thế giới liên quan đến ngũ uẩn này, tức là chỉ cho mỗi thân ngũ uẩn của chúng ta là một thế giới, một thế giới. Và chính cái việc mà tu tập chánh niệm tỉnh giác là soi rọi với cái chính ngũ uẩn mình, ngũ uẩn của mỗi người, thì khi đó mình mới có thể rằng giảm đi cái sự khổ sầu ở trong cái đời sống. Và đến một lúc nào đó thì ở đây đó, thì chúng ta thấy rằng những vị phạm thiên ở cõi trời sắc á, thì vẫn còn có một cái sự nương gá và tu tập ở trong cái đề mục của thiền mà hữu sắc, tức là có sắc. Rồi một vị mà vượt lên trên sắc giới, tức là vượt lên trên những cái đề mục của thiền hữu sắc, để rồi chứng các cái tầng thiền mà vô sắc á, thì qua mỗi cái đoạn của nội tâm thì chúng ta mới thấy rằng cái sự tinh tế từ nội tâm, đoạn trừ từ cái thô, rồi lần lượt đến cái tế, từ từ thì vị đó mới có thể là dứt sạch. Cho nên cái thế giới này đó, dù tồn tại với cái dạng ngũ uẩn, hay là tồn tại với cái dạng nhất uẩn, hay là tồn tại với cái dạng tứ uẩn, thì miễn sao còn khi nào mà còn sự hiện hữu của ngũ uẩn, là còn cái sự chi phối của vô thường, còn cái sự chi phối của khổ, và còn cái sự nhận thức của các pháp đó là vô ngã, vô ngã. Vì vậy cho nên là ở đây, với cái việc mà một người tu tập từ ở cái thiền sắc, chứng thiền sắc, rồi vượt lên trên sắc tưởng, vị ấy trú đến vô tưởng, vô sắc, thì vị ấy mới là có cái sự tinh tế từ nội tâm. Tức là qua cái sự tu tập của chính mình thì lần lượt mới bỏ dần, bỏ dần, bỏ dần, rồi đến một lúc nào đó không còn cái sự hiện hữu của cái tham ái, không còn cái sự hiện hữu của ngã chấp,
không còn sự hiện hữu của vô minh, thì cái vị ấy đạt được cái sự giải thoát. Cho nên nếu mà nói như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng một người mà tu tập chánh niệm á, tỉnh giác á, rất là cần ở trong cái đời sống. Mình có tu tạo trữ công đức thì chỉ là những cái việc mà hỗ trợ, hoặc là nó làm một cái sự hỗ trợ cho cái việc tu tập của chính mình. Nhưng cái điểm quan trọng thì trong mọi trường hợp, đối với các căn tiếp xúc với các trần, mà như là các ngài đã dạy đó, là thấy cũng chỉ biết là thấy. Nếu chúng ta nghe, chúng ta cũng chỉ biết là nghe. Ngửi, chúng ta cũng chỉ biết là ngửi. Nếm, chúng ta cũng chỉ biết là nếm. Xúc chạm, chúng ta cũng chỉ biết là xúc chạm. Chứ chúng ta không có để cho cái tâm của mình bị chi phối bởi tham mưu ở đời. Tham mưu ở đời, như trong chánh văn gọi là tham mưu, tức là cái ưa thích cái hài lòng đó. Cái ưa thích cái hài lòng đó. Ưa ở đây tức là cái không hài lòng, bực bội, khó chịu gì đó. Chúng ta không phải nói đến những cái sự sân hận mà quát tháo rồi thô lộ ra, không phải. Mà ngay cổ chính tự thân của chính mình, khi mà mình có cái việc gì đó mà mình không hài lòng qua cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Nếu mà những cái này mà nếu mà nó tách rời ra thì chúng ta thấy nó không có cái gì, cái tôi, cái ta trong đó. Và khi mà một người có chánh niệm thì cũng chỉ biết là đây là tôi thấy đó, cái đây là chỉ thấy đó, đây là thấy, đây là nghe, chỉ biết là nghe. Như vậy thì mình mới có thể là có được sự an lạc. Còn nếu như một người không có chánh niệm tỉnh giác, không có tu tập á, thì nhiều khi mình thấy cái chuyện gì đó, mình hay sinh ra những cái phản ứng. Cái phản ứng ở đây đó là sinh ra những cái gọi là ưa thích hay là không ưa thích, hài lòng hay là không hài lòng, hoặc là thượng nghịch, tức là nói đến cái tham tâm, tham ưu ở trên cuộc đời này nó sanh ra, và chúng ta cứ bị dày dò ở trong cái sự tham ưu đó, và chúng ta cứ khổ lị từ trong phản khắc, khổ lị của sự hiện hữu của ngũ quẩn. Như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng cái đời sống tu tập á, mình tạo trữ công đức từ ở cái việc bố thí, từ cái việc trì giới, cung kính, phục vụ, cũng là những cái tạo trữ công đức để trở thành cái hành trang hỗ trợ cho cái việc tu tập của chính mình. Mà cái quan trọng là mình trau dồi cái nội tâm của mình. Mà trau dồi cái nội tâm á, cũng chính là nhìn lại dính cái thiền quán, tức là nhờ cái chánh niệm và tỉnh giác đó. Vì như vậy thì có nghĩa là có chánh niệm, có tỉnh giác thì chúng ta mới có thể soi rọi được chính cái trong 12 xứ này, rồi trong 18 giới này, hoặc là trong ngũ uẩn này. Và khi mà mình đặt niệm ở đâu thì cái đó là cái chỗ, cái nơi để mà mình đặt niệm. Đặt niệm như là một đề mục để chúng ta quán chiếu. Và lâu ngày chày tháng ấy, thì cái trí tuệ mới có thể phát sanh, rồi mới có thể là đoạn tận được phiền não, đoạn tận được ngã chấp, đoạn tận được tham mai, đoạn tận được vô minh, mới đạt được cái sự giải thoát. Thì ở đây trong cái ý nghĩa mà chúng tôi xin trình bày, mặc dù là cái bài kinh này nói rất là dài, liên quan đến cái việc tu tập, chủ yếu là cái pháp hành của một cái vị hành giả, nhưng mà rồi đó thì nó có nhiều cái ý nghĩa mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là sâu sắc, đặc biệt có lạc cho cái việc tu tập thiền của chúng ta, thiền quán của chúng ta. Nếu chúng ta trong đời sống hàng ngày chúng ta có chánh niệm thì chúng ta cũng có chánh niệm, tỉnh giác thì chúng ta cũng được an vui. Và nếu chúng ta được trau dồi chánh niệm tỉnh giác này được lớn mạnh thì cái trí tuệ mới phát sanh, mới chấm dứt được phiền não, chúng ta mới có được cái sự giải thoát từ nơi một vị hành giả có cái sự tu tập. Như vậy thì pháp của Đức Phật thông qua pháp hành, pháp học để chúng ta hiểu được cái lời dạy của Phật có lợi lạc cho chúng ta. Và điều đó được Đức Phật trải nghiệm, Ngài đã dạy lại bằng với những sự thực chứng của chính mình. Rồi đó là chúng
ta phải chuyên tâm, chuyên chú cho cái việc thực hành trong đời sống hành thiền của mình. Bên cạnh đó thì có các cái thiện sự khác để hỗ trợ cho cái việc trao dồi cái nội tâm của mình, để rồi cuối cùng mình có được cái sự thành tựu ở trong sự giải thoát. Chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời, có lẽ là còn nhiều ý nghĩa. Đặc biệt thì một lát thì chưa được chư tôn đức thảo luận để chúng ta hiểu thêm. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng cái bài kinh hôm nay đó là có lợi lạc cho chúng ta rất nhiều về phương diện thực hành thiền quán của chúng ta, chánh niệm tỉnh giác thông qua giới 12 xứ, 18 giới, thông qua giới ngũ uẩn của chính mình. Nhờ chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta mới thấy được và soi rọi được để chúng ta đoạn tận phiền não. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi chúc quý cô tu nữ Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Bây giờ thì con xin được xuống mic, kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Sa thú kính trình thượng tọa Phật tử. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta có một đề tài mà chuyên về pháp hành, nhưng mà đề tài này lại cho chúng ta thấy một cái nhịp cầu rất là quan trọng giữa thắng pháp A Di Đà và pháp hành. Bạch chư tôn đức, không biết thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu nhiều quý vị quan hệ chờ chút một chút. Chào quý vị quan hệ chờ chút một chút xíu. Bạch thầy thật xíu, chúng ta thấy một cái cách mà thường có trong đạo Phật đó, chỉ có Phật pháp, và đặc biệt là ở trong truyền thống tu tập thiền tứ niệm xứ, hay là cái nhìn của tăng pháp là chia con người ra làm chia gọi là, cái gọi là chúng sanh thành năm quẩn, 12 xứ, 18 giới, vân vân. Nếu có một người hỏi là tại sao mình không nói con người là con người, chúng sanh là chúng sanh, mà mình lại chia ra năm quận, 12 xứ, 18 giới để làm gì? Sự chia sẻ đó có lợi gì cho cái nhìn của chúng ta, cho sự tu tập? Thì xin Sư Tổ Hoan Hỷ cho một lời giải thích. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, đối với chúng sanh đó, khi mà mình đấu đến người thú mà chỉ phân định theo cái từ tục đế, thì như vậy họ không có
thấy được cái pháp thực tính. Cũng như khi mà trong cái ngành xây dựng đó, mà nếu chúng ta chỉ nói cái nhà, chỗ nào cũng là cái nhà hết á, thì như vậy người ta có biết là cái kết cấu nó như thế nào, khi đó mình phải nói rõ là tôi muốn một cái ngôi nhà là một cái biệt thự, hay là cái nhà chỉ là cái nhà cấp 4, thì nói cho rõ ra, phân tích như vậy thì người ta mới có thể người ta kết cấu để xây dựng được. Cũng như khi mà nói đến chúng sanh, nhưng mà chỉ nói đến người là người, thú là thú, thì vậy biết cái gì nó là vô thường, cái gì nó sanh nó diệt. Cho nên Đức Phật Ngài phải thuyết phân tích cái gọi là chúng sanh đó, nó gồm có năm nhóm hay là năm khối gọi là quẩn khanh thá. Cái nào là danh quẩn, cái nào là sắc quẩn, mà trong cái danh quẩn đó cái nào là tưởng, cái nào là thọ quẩn, cái nào là tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Người ta phân loại từng nhóm như vậy để dễ nhận thấy. Ở trong Thanh Tịnh Đạo, Ngài Bích Thất Khu Xá, Ngài nói rằng quẩn xứ giới là những cái mảnh đất cho tuệ tăng trưởng, tuệ quán, mảnh đất cho tuệ quán nó sanh khởi. Bởi vì trong cái tuệ quán đầu tiên, cái tuệ minh sát đầu tiên gọi là Nam Rupa Parit Cheda Nhana, tức là cái tuệ mà phân định danh sắc. Thì ở đây đó, con người họ phân định danh sắc theo năm nhóm, theo ngũ quẩn thì nó dễ. Còn có người thì khi mà họ nghĩ đến chúng sanh thì họ nghĩ đến có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, rồi đối tượng của năm giác quan này là sắc, thinh, khí, vị, xúc, rồi tư tưởng, rồi là ý xứ, rồi cảnh của ý xứ là cảnh pháp. Thì như vậy người ta, như vậy thì đối với chúng sanh này, Đức Phật Ngài thuyết theo 12 xứ, cái gọi là chúng sanh đó, Ngài thuyết là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Bởi vì cái chúng sanh kia đó, khi họ nhận cái sắc quẩn là một khối, bây giờ cái chúng sanh này để cho họ nhận thức rõ ràng hơn, nên cái khối sắc quẩn đó Ngài chia ra
có sáu nội xứ, sáu ngoại xứ vân vân, để nhìn cho nó dễ. Rồi có những chúng sanh đó, họ chấp thức quẩn là một khối, tức là cái tâm là khối, nhưng mà thực ra đó thì khi mà tâm mà khởi lên cho duyên mắt cảnh sắc thì cái tâm đó gọi là tâm nhãn thức giới, rồi nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới, ý thức giới. Thì như vậy đối với chúng sanh này, ngài thuyết về 18 giới, tức là 10 xứ thô, nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, vân vân. Thì bây giờ chuyển lại thì cũng gọi là nhãn giới, sắc giới, nhĩ giới, thinh giới. Nhưng mà cho đến ý xứ thì ngài phân ý xứ là 7 giới, để cho thấy rằng mặc dù nó tâm mà chỉ là một cái trạng thái biết cảnh, nhưng mà tâm có nhiều loại. Tâm mà biết cảnh sắc do duyên con mắt cảnh sắc thì gọi là tâm nhãn thức giới. Nhờ phân tán ra như vậy, tán nhuyễn ra như vậy, cho nên người đó mới nhận thức được cách dễ dàng, để thấy được dễ dàng là cái này không phải là ta, không phải là bản ngã. Cho nên ở đây cái chuyện mà chia trẻ ngũ quẩn qua năm quẩn, 12 xứ, 18 giới, nó có lợi ích nhiều cho cái việc mà phát triển tuệ quán minh sát. Đối với người mà họ không có cái khuynh hướng tu tập tuệ quán, thì trong trường hợp này thì với người đó nếu muốn cho họ hướng thiện thì Đức Phật ngài chỉ thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, đa na cà tha, si la cà tha, thuyết về các cái cõi hạnh phúc của trời, sắc cái cà tha, ngài thuyết về cái sự nguy hiểm của các dục, thuyết về cái sự xuất ly các dục. Thì như vậy là cho đủ cho họ để họ nhận thức. Nhưng mà đối với chúng sanh mà có trí tuệ, họ cần được chia sẻ nhiều hơn, họ mới có thể nhận thức một cách dễ dàng. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu, không phải đang khi không mà Đức Phật ngài chia sẻ ra, ngài nói có khi ngài nói về năm quẩn, có khi 12 xứ, có khi 18 giới. Không phải ngài thuyết như vậy, thuyết mà không có dụng ý. Không phải ngài thuyết không có dụng, ngài thuyết không có dụng ý, mà ngài thuyết như vậy để nhận thức được rõ, được rõ ràng hơn. Ở trong cái
trong thanh tịnh đạo có đề cập đến một cái khía cạnh về cách trình bày thứ tự sắc thọ tưởng hành thức. Vì có những người có thể lãnh hội chân lý nhưng mà còn rơi vào ngã chấp thân ngũ quẩn, nên Đức Thế Tôn muốn lợi ích cho họ, muốn làm cho họ thoát khỏi ngã chấp bằng cách Ngài phân chẻ cái toàn khối ngũ quẩn này, Ngài thiếu về năm quẩn. Thì khi Ngài thiếu về năm quẩn, trước hết để họ dễ hiểu, Ngài dạy về sắc quẩn cái phần thô là đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Kế đến là Ngài dạy thọ quẩn cái cảm giác khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Rồi tiếp đến là dạy về tưởng quẩn, tưởng tri hành tướng của đối tượng cảm thọ. Kế đó nữa là Ngài thiếu về hành quẩn, do khả năng tưởng nên có hành vi tạo tác. Và cuối cùng là thức quẩn, là điểm tựa cho thọ tưởng hành. Như cái câu các pháp có ý là chủ, ý tạo tác. Vì thì nói thứ tự năm quẩn như vậy cho dễ hiểu. Nhưng về sự thì quán vô thường hữu năm quả vẫn nào cũng được, tùy căn tánh của mỗi người. Nhưng mà ở đây đó là đối với những cái chúng sanh mà còn ngã chấp vào cái thân này, thì Đức Phật Ngài thuyết về năm quẩn. Còn khi mà Ngài thuyết về thập nhị xứ, thì ở đây trong thanh tịnh đạo cũng có đề cập đến khi mà chúng sanh chưa thấy được cái lý vô thường khổ đau vô ngã qua ngũ quẩn, nhưng mà đối với chúng sanh này thì Đức Phật này thuyết về sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Để cho họ thấy sáu nội xứ ví như ngôi làng trống không. Sáu ngoại xứ ví như những tên cướp phá làng vì cái cảnh đột nhập nội xứ. Như Đức Phật Ngài đã nói, này các tỳ kheo, mắt bị tàn hại bởi các cái cảnh sắc, khả ái, khả ý, vân vân. Và hơn nữa, thập nhị xứ hữu vi cần được thấy qua những cái thí dụ như là con rắn, con cá sấu, con chim, con chó, giả can, khỉ, vân vân. Thì cái đó là phân tích chia sẻ nhiều hơn nữa đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vẫy.
cái đó vì lợi ích cho họ. Còn khi Ngài thuyết về tám giới, 18 giới là nhằm mục đích nhổ bỏ cái tưởng kiến linh hồn trong thức quẩn, như cái câu Phật ngôn có nói Vinyane Chiva Sanyinam Sanyasmu Hanat Thambi Atha Rasiva Vuta, nhằm mục đích là nhổ bỏ Sanyasmu Hanat Thambi, nhổ bỏ tưởng kiến về cái linh hồn Kivasanyi ở trong cái thức quẩn Vinyane, nên thuyết của 18 giới. Ngài nói 18 giới để cho họ thấy rõ không những tính chất đa dạng của thức, khi phân thành nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, y giới, thức giới, mà còn cho thấy rõ tính chất vô thường của nó, vô thường của thức khi nó sinh khởi lệ thuộc vào duyên nhãn giới và cảnh sắc. Nhãn giới như là mắt, tai vân vân, và sắc giới tức là sắc cảnh giới như là cảnh sắc vân vân, để cho thấy rõ cái tính chất vô thường của càng kỹ hơn. Thì ở đây là những vấn đề mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Gia Đẳng mình đều Nam Mô Bổn Thầy. Sa thúc cái trường sư tọa tuyệt siêu. Bạch Thị Tòa, Pháp Tân Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thị Tòa Tân đã ở trước máy, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi Thị Tòa Pháp Tân Thượng Tọa có nghe được không? Dạ vâng. Thị Tòa Pháp Tân Thượng Tọa tuyệt siêu đã dùng một số đoạn trong Thanh Tịnh Đạo để giải thích về cái sự chia sẻ của năm quẩn 12 xứ 18 giới. Thì tôi có thể giải thích thêm một điểm là ở trong đời sống chúng ta thường là chúng ta có cái ngã chấp. Cái ngã chấp thể hiện qua nhiều hình thức như là lòng tự ái, hay là muốn thủ đắc tài sản, hay là bất cứ cái gì mà chấp là của tôi, tự ngã của tôi. Nhưng mà khi mà mình chia sẻ chúng sanh như trong bài kinh này nói về 12 xứ đó, thì có tại sao sự chia sẻ như vậy giúp cho chúng ta giảm thiểu đi ngã chấp? Xin sư tổ quan hệ dạy thêm về đoạn này. Thưa sư tổ.
Thưa quý vị, chúng tôi Pháp Thân đang là chúc trọng đặc kỹ thuật. Hy vọng Thưa tôi Pháp Thân cố biết được một lần nữa. Xin kính chân Thưa tôi. Thưa quý Phật tử, thì Thọ Tân đang gặp trục trặc kỹ thuật. Chúng tôi xin được thay lời Thượng Tọa Pháp Tân để nói vài điều. Và khi nào Thượng Tọa Tân trở lại bình thường thì quý vị Phật tử quan hỷ cho chúng tôi biết. Trước nhất là nãy giờ quý Phật tử có là Thượng Tọa Tuệ Siêu có đề cập đó, là sự phân tích về quẩn xứ giới đế quẩn xứ giới đó cho chúng ta một cái nhìn tương đối rất là khác biệt về cái gọi là cái tôi ở trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi tạm thí dụ trong cuộc sống của chúng ta. Thường thường chúng ta hay có một cái cảm giác cái chung và cái riêng. Quý Phật tử nào mới đến một ngôi chùa, thí dụ quý vị mới đến chùa Pháp Luân lần đầu, thì bất cứ hình ảnh nào hay là ai đối xử ra sao thì quý vị đều cho rằng đó là chùa Pháp Luân. Chùa Pháp Luân đối với mình về chùa thế kia. Thật ra có nhiều người họ đi chùa, họ gặp người đó không có thân thiện. Thí dụ như mới vừa gặp chùa thân thiện thì họ hay nêu lên, cái chùa đó có vẻ không có chào đón Phật tử thập phương, chùa đó thế này, chùa đó thế kia. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, cái cảm giác đầu tiên của chúng ta về cái vui, cái buồn, cái tưởng đó là mình phủ lên chung cả một ngôi chùa. Nhưng mà nếu quý vị là một người đã đi chùa lâu và biết chùa nhiều, thì nếu đến chùa cũng có thái độ của người khác không thân thiện, thì chúng ta nói là anh A và B đã làm như vậy, nhưng mà mình không còn có nghĩ đó là cái chùa nữa, mà mình nghĩ đơn thuần đó là anh A và B thôi, chứ không nghĩ tới toàn bộ ngôi chùa. Do đó, càng quan sát kỹ, hiểu kỹ đó, thì chúng ta dẫn đến một cái gọi là mía sâu có đốt, nhà dục có nơi. Cái chuyện nào ra chuyện đó, người nào ra người đó, phần nào ra phần đó đó, nó cho chúng ta biết cái sự tinh sắc của đời sống, nhìn tinh sắc hơn. Hay hoặc giả là khi mà vị nào mới qua bên Mỹ, hay là chúng ta đọc báo về nước Mỹ đó, thì mình hay có một cái nhìn đại loại là Mỹ thế này, Mỹ thế kia. Nhưng mà khi chúng ta qua sống lâu bên Mỹ rồi, biết nhiều về Mỹ rồi, thì có thể có một người nào đó kỳ thị chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể nói cả nước Mỹ kỳ thị. Có một nơi nào đó bị kẹt đường, nhưng mà chúng ta không nói là cả nước Mỹ kẹt đường. Có một nơi nào đó lạnh, chứ không nói là cả nước Mỹ lạnh. Mặc dù có ai mà mới qua Mỹ lần đầu tiên tình cờ đi đâu thì nói là Mỹ lạnh quá hay là Mỹ nóng quá, nhưng mà ở lâu thì biết rằng cái thời tiết ở Hawaii nó rất là khác với Minnesota, thời tiết ở New York rất là khác với Florida, mỗi nơi có mỗi khác. Cái cách nhìn mà tương đối chân xác về cuộc sống là chuyện nào ra chuyện đó, như chúng tôi nói là mía sâu có đốt, nhà dục có nơi. Thì hầu hết những cái ảo giác của chúng ta về chúng sanh nói chung và về cá nhân của mình, gọi là về cái tôi đó,
nó đều dựa trên cái gọi là vô đùa khá nấm. Và mình thấy đại loại như vậy, nhưng mà khi mình đi sâu vào đó thì mình thấy rằng không phải tất cả đều giống như vậy. Đó là điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, vấn đề rất là quan trọng. Việc thứ hai, mà điểm thứ hai mà chúng ta nói về nhìn vào 12 xứ, thì thứ việc trên phương diện và lý thuyết, như nãy giờ chúng ta nghe đọc bài kinh hay là chư tăng giảng, từ đầu từ siêu giảng đó, thì tương đối dễ. Nhưng mà khi mà đem áp dụng thực hành đó, thì thật sự điều này nó không dễ. Dạ, tương đối khó. Ở trong tứ niệm xứ đó, thì khi mà mình quán về 12 xứ đó, thì cái đó thuộc về phần thứ tư gọi là pháp quán niệm xứ. Tức là chúng ta nhìn những cái đề tài pháp qua cái thực tại của đời sống. Ví dụ năm thiền cái, thất giác chi, năm quẩn, tứ diệu đế và 12 xứ hợp vực. Đó là những cái đề pháp. Chúng ta nghe Đức Phật giảng về 12 xứ. Bây giờ thì chúng ta làm sao để có thể nhìn thấy 12 xứ đó ngay trong cái thân tâm của mình. Nó không còn là chuyện của sách vở, của giấy mực nữa, mà bây giờ đó là chuyện xảy ra trong đời sống. Lấy một ví dụ là chúng ta đang ngồi thiền, bỗng nhiên có một âm thanh của tiếng gà gái, âm thanh xe lửa chạy, hay là âm thanh của cái người ngồi ghế bên, họ ngồi thiền, họ buồn ngủ, họ ngái chẳng hạn. Thì có hai cái cách mà hành giả nhìn sự việc xảy ra. Một đó là mình có cái phản ứng, sao mà ồn ào quá, mình đã ngồi thiền mà sao có chuyện này xảy ra, có nhiều khi chuyện kia xảy ra. Đó là cái phản ứng có tính cách là rất là bản năng, rất là bình thường. Một cái cách phản ứng khác của một người có tu đó là khi âm thanh hiện ra thì mình biết rằng có âm thanh và tai nghe. Có tai nghe âm thanh, biết được âm thanh đó là gì thức. Thì thưa quý vị, thời gian đầu đó, chúng ta không có phân biệt nhiều, mà chúng ta chỉ biết về năm thức đối với năm ngoại cảnh, và cái thức thứ sáu là cái ý thức đối với cảnh pháp. Năm cái thức đầu tiên mà chúng ta nói là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, hoặc giả là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Và mình biết rõ trong một bữa ăn, mình nhận ra được rằng từng cái muỗng cơm đưa vào trong miệng, mình nhai cái mặn, cái lạc, cái chua, cái cay đó là thiệt thức hay là vị giác. Và mình biết là mình đang dùng lưỡi vị giác. Và thực phẩm mình thấy ghi nhận là chua, cay, mặn, ngọt, đó là vị giác. Hay là mình ngồi mà cái chân mình nó bị đau, bị nhức, thì thay vì mình suy nghĩ nhiều, và mình suy nghĩ nhiều về cái đau nhức đó, thì mình biết rằng đây là xúc giác, tức là cái cảm giác đau nhức của thân. Hay là trong lúc mà chúng ta đang ghi kinh hành, mình nghe mùi hoa bưởi, hay là ở tại các trường thiền đôi khi họ trồng hoa sứ, mình nghe cái mùi thoang thoảng, thì mình chỉ biết đơn giản đó là mùi, và đây là cảnh khí, hay là mùi thơm, hay là hương. Nhưng mà thường chúng ta ghi nhận cảnh khí. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta ghi nhận như vậy đó, lâu ngày đó, thì chúng ta sẽ có cái khả năng để phân biệt hai thứ. Một cái thứ là cái nhu cầu ngoại tại và cái nhu cầu nội tại. Nhu cầu ngoại tại là ví dụ như mình muốn ăn cái gì ngọt, muốn ăn gì chua, mình thèm cái món gì đó. Tự nhiên là mình thèm một món đồ chua hay thèm món đồ ngọt, thì đó là mình có cái tâm thèm đối với cảnh vị. Nhưng mà bây giờ mình cảm thấy buồn miệng, muốn ăn cái gì đó, cái gì cũng được, bất cứ cái gì cũng được, miễn là có ăn thôi. Thì lúc bây giờ thưa vì chúng ta có cái nhu cầu, nhu cầu của vị giác và nhu cầu của lưỡi là phải có cái đó, mong cái đó. Thì dần dà đó thì chúng ta sẽ thấy rằng có khi cái mà mình muốn đó, nó thuộc về cảnh,
như là chua cay mặn ngọt, nhưng mà có khi mình thấy nó thuộc về lưỡi, về vị giác thôi, tức là mình chỉ muốn là có gì mình ăn, hay là có khi mình muốn nghe một bản nhạc và cái đó thuộc về cảnh thinh, nhưng mà có khi tự nhiên mình muốn là nghe cái gì cũng được, miễn là có nhạc là nghe, thì mình thấy là cái tai mình nó có thói quen, có cái nhu cầu đó. Khi mà hành giả chưa có tu tập lâu đó, thì chúng ta không thấy được cái nhu cầu đối với ngoại cảnh và cái nhu cầu của các căn, hai cái đó nó khác nhau. Nhu cầu của các căn á, là chỉ làm sao được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc chạm là được. Nhưng mà nhu cầu của đối với cảnh á, thì sắc, thinh, khí, vị, xúc á, nó được đơn cử rõ ràng. Yeah. Và nếu chánh niệm đủ, thì thưa quý vị, cái chánh niệm đó phải có khả năng bắt kịp với cái thực tại xảy ra. Yeah. Sắc, thinh, khí, vị, xúc, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, cái gì xảy ra có thể ghi nhận liền. Ghi nhận càng nhanh, bắt càng kịp, cảnh càng rõ đó, thì cái đó là cái niệm mình mạnh. Nhưng mà trong cái niệm đó đó, nếu chúng ta không đi xa, dạ, không bị cảnh gọi là điều hổ ly sơn. Thí dụ như mình đang đi kinh hành, chở cái máy bay bay ngang bầu trời, mình chỉ biết là có âm thanh thôi, nhưng mà mình nhớ, ồ, lâu quá rồi mình chưa đi máy bay, đại dịch cả năm rồi mình chưa đi máy bay chẳng hạn, rồi mình nghĩ chuyện này chuyện kia, thì lúc bây giờ cái tâm của mình nó chạy lung tung, thì lúc đó mình phải nhanh chóng đem nó trở về lại với cái bước chân của mình, hay là với hơi thở của mình. Thật ra trong trường hợp đó, một cái người mà tu tập về thiền quán đó, thì vị đó chỉ có khả năng ghi nhận là và ghi nhận một cách đơn thuần, đây là cảnh sắc và đây là nhãn thức, tức là thấy, đây là cảnh thinh, đây là thính giác, tức là nghe, đây là cảnh khí, đây là khứu giác, đây là cảnh vị, đây là vị giác, và đây là cảnh xúc, đây là xúc giác. Rồi thôi, chừng đó ghi nhận cho rõ những thứ đó gọi là niệm, nhưng mà không để cho những thứ đó nó khiến cho mình lan man, suy nghĩ nhiều, đi quá xa, cái đó gọi là định. Tại con người mình thường mình tu tứ niệm xứ một thời gian thì mình sẽ hiểu rằng hầu hết những cái cảnh gì là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp hiện lên đó, thì nó hiện lên một đó, mà mình tán cho nó tới 100.000 lần. Cái tâm mình gọi là phan viên theo trần cảnh thứ gì, hãy cái tâm mình nó có lý do là nó chạy ra, nó lý do chạy lung tung, là nghe âm thanh con gà, có cái mùi thơm của hoa bưởi mình cũng nghĩ lung tung. Dạ, thì lúc bây giờ á, mình thấy rằng ngoài thì nó còn có những cái liên tưởng, nó còn có những cái dây mơ rễ má khác mà nó kéo chúng ta đi thật xa. Thật ra khi mà hành giả có khéo, là hành giả biết rằng sự ghi nhận đó là niệm, nhưng mà không để tâm đi quá xa, đó là định. Định tức là sự bám trụ bền bỉ, và niệm tức là ghi nhận rõ ràng. Và khi mà chúng ta có được cái ghi nhận rõ ràng về những thứ này đó, và không có để cho đi quá xa đó, thì chúng ta sẽ lâu ngày sẽ phát hiện ra một điểm là sắc, thinh, khí, vị, xúc, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, nó không có bền bỉ như chúng ta nghĩ. Dạ, nó không bền bỉ, nó đến như một thoáng, một mảng thôi, một cái khoảnh khắc nào đó, nó có sanh thì nó có diệt. Thí dụ như là mình đang đi kinh hành và có tiếng máy bay bay ngang, thì cái âm thanh đó vang dội lên, thì chúng ta biết rằng đây là âm thanh, và lát sau âm thanh đó từ từ tan biến đi, rơi vào khoảng không, mình biết là âm thanh không còn nữa, thì mình thấy có cái hiện tượng sanh và diệt. Khi mà mình bắt đầu ghi nhận cái sự xuất hiện và sự biến mất của sắc, thinh, khí, vị, xúc, của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng lâu ngày đó, thì chúng ta sẽ làm quen với một cái thế giới mà chúng ta gọi là thế giới của hiện tượng sanh diệt. Dạ. Và chúng ta thấy rằng có khi nào mà trời mưa mà mình nhìn những cái bong bóng nước mà ở trước hiên nhà đó,
chúng ta lại gần nhìn thật kỹ, nó không nằm yên nha quý vị. Cái bong bóng nước, quỳ đầu có chơi bong bóng thì biết rồi. Ở xa thì mình nhìn thấy hình như nằm yên đó, nhưng mà thì có cái này nó vỡ tung ra cái khác xanh, có xanh có diệt, có xanh có diệt, xanh diệt. Thì cái thế giới mà mình thấy đối với mắt tai mũi lưỡi thân ý, đối với thấy nghe ngửi nếm đụng, đối với sắc thân khí vị xúc, nó giống như một mớ bong bóng vậy đó. Dạ, chợt xanh chợt diệt, chợt xanh chợt diệt, và nó trở thành một cái mớ bồng bông rối rắm đó, nó chi phối chúng ta thường xuyên. Và khi chúng ta để ý với nhau bằng chánh niệm, bằng định đó, thì mình sẽ thấy rằng tất cả những hiện tượng đó đó, nó không có đứng yên một chỗ. Dạ, cái này rất có lợi cho mình tu tập. Dạ, thí dụ như vậy là nếu chúng ta giận một người nào đó, thì trong cái giận đó nó có tính cách là cái chuyện đó mãi mãi là như vậy, luôn luôn là như vậy. À, cái người đó họ xấu với mình, họ mãi mãi là người xấu, và họ đối xử tệ với mình, họ mãi mãi xử tệ với mình. Nhưng mà khi mà chúng ta sống với mắt tai mũi lưỡi thân ý, với này với kia, thì mình thấy rằng dù là vật chất hay tâm thức, dù là danh hay là sắc, dù là ngoại cảnh hay là nội thân, dù là người hay ta, tất cả những điều đó đó, nó đều là một cái phần của cái dòng sinh diệt. Dòng sinh diệt đó bất tận. Dạ. Chúng ta càng nhìn đó, thì chúng ta càng thấy rõ cái nét sinh diệt. Và khi mà mình thấy nó có sinh có diệt đó, thì cái tâm của mình đó, mình bớt giận, bớt chấp, bớt bám víu vào đó, mình bớt có thù dơ quán trả, bớt có gieo thù giúp quán, bớt có chấp thủ. Tại vì sao vậy? Nó chỉ là thế giới của hiện tượng. Dạ. Nó chỉ là hiện tượng. Ở trong tiếng Anh họ có cái câu gọi là trong thế kịch personal. Dạ. Nó là personal, tức là khi mà mình nhìn cái gì đó mà mình không có thấy nó là ta, là của ta, là tự ngã của ta đó, thì cái phản ứng mà vui buồn, thương ghét, giận hờn nó bớt đi nhiều lắm. Dạ. Trong cuộc sống này, thưa quý vị, nó có vô số hiện tượng xảy ra, mây bay trên trời, cả lội nước, hoa nở ngoài cửa sổ, ngày có đêm, có sáng có tối, có lạnh có nóng. Và nếu mà chúng ta có tu tập chánh niệm đó, thì mình thấy rằng cả hàng bao nhiêu cái hiện tượng của mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, của mắt tai mũi lưỡi thân ý, của sắc thân khí vị xúc đó, nó chợt hiện ra chợt biến mất, chợt hiện ra chợt biến mất. Là thế giới, đó là cuộc sống, đó là cái tôi, đó là cái ta, tất cả đều giống nhau hết, tất cả đều là một phần của cái dòng sinh diệt đó. Và có sinh có diệt. Và bây giờ đó, có khi chúng ta đặt ra một câu hỏi rằng mình nhìn như vậy đó thì dễ sợ quá, tự nhiên đời sống hàng ngày có nhân ngã bị thử, có tôi, có anh, có chị, có này có kia, bây giờ tự nhiên biến mất, dễ sợ quá phải không? Nhưng mà thật ra nó phải dễ sợ cho chúng ta nghĩ. Khi mà chúng ta nhìn thấy được cái gì đó là thuộc về thế giới của hiện tượng, cái thuộc của trí của vô thường, của tù tán, của giả học, thì quý vị, dạ quý vị chờ chút xíu. Dạ. Thì quý vị, chúng ta sẽ có được một cái tâm gọi là bất kỳ cái chấp thủ, bất kỳ cái chấp ngã. Và cái bất kỳ chấp ngã này làm cho chúng ta bất khổ. Có một lần mà Đức Phật dạy, Ngài hỏi Chư Tỳ Kheo, khi mà có những người họ gom những chiếc lá vàng tức là lá rụng vào mùa thu, rơi rụng xuống ở trong sân chùa Kỳ Viên, rồi họ đổ xuống cái hố rác, hay là họ đốt, mà các con có buồn ở dần không? Dạ không. Tại vì chúng con không nghĩ đó là ta, là của ta, tình cảm của ta. Thì Đức Phật cần dạy nên quán năm quận như vậy. Dù là năm quận hay 12 xíu, 18 giới cũng giống nhau. Đó là một cách chia sẻ khác biệt nhau thôi. Cũng giống như hồi trước chúng tôi nói quý vị là mình nói là dân Mỹ có 340 triệu dân, thì bao nhiêu là nam, bao nhiêu là nữ, bao nhiêu là người thiếu niên, bao nhiêu trung niên, bao nhiêu là lão niên. Thì dù mình chia cách nào đi nữa thì cũng 340 triệu thôi. Dù mình chia ra quận 12 xíu, 18 giới thì nó vẫn như vậy. Nhưng mà như vậy là cái bốn chốt mà chúng ta tìm thấy ở tại đây là nếu ta bớt đi cái sự
bám víu chấp thủ vào thế giới của hiện tượng thì chúng ta bất khổ. Nó tương tự như là mình ngồi ở bên dọc sông, chúng ta cũng bắt chước như là thiện hữu trong cái câu chuyện dọc sông, ngồi dọc sông, từ bao nhiêu cái thứ nó trôi qua ngang trước mặt. Bây giờ khi nó trôi qua đó là lục bình, đó những cái hoa tím, đó lá xanh mà mình thích quá rồi cứ ngó ra ngoài ước chi mà nó phải ngừng lại, phải thế này thế kia, thì chúng ta khổ. Tại vì sao? Nó là những cái hoa ở trên biển, nó có xuất hiện được thì nó biến mất được, nó đến sẽ đi được, chúng ta không làm gì được đó. Và khi mà mỗi một bước đi trên con đường kinh hành, chúng ta cảm nhận được, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, rồi hay lúc chúng ta ngồi thiền về, lúc mà chúng ta có thể nhận ra được là cuộc sống nó là một sự tổng hợp, cũng giống như là chúng ta nói là bọt nước á, ở trong đó nó có nhiều cái bọt nhỏ nhỏ kết hợp lại thành một mớ bọt lớn, và ở trong những bọt đó nó chợt hiện chợt mất, chợt sanh chợt diệt, chợt ẩn chợt hiện. Và để làm gì? Là để chúng ta quan sát. Dạ, nó nhận nó ra như vậy. Thì thưa quý vị, trên phương diện thiền quán đó, chúng ta nhớ một điều trong kinh Niệm Xứ Đức Phật, nó có thân đây vì ấy sống an trú chánh niệm, dạ, để hướng đến chánh trí giác ngộ giải thoát. Có thọ đây vì ấy sống an trú chánh niệm, dạ, hướng đến chánh trí giải thoát. Rồi có tâm, có pháp. Thì đối với hành giả đó, khi mà mình đi vào trong cái thế giới tu tập như vậy đó, đối với thân, thọ, tâm, pháp, đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó chỉ là cái phương tiện để nuôi dưỡng chánh niệm thôi. Đơn giản như vậy. Chánh niệm tức là biết rõ, biết cái tỉnh táo. Dạ. Có nhiều người có thân mà không biết tỉnh táo. Cái thân nó làm cho mình mê hoặc, cái thân nó làm cho mình ngày gần. Tại vì sao vậy? Mình có thân này, có tâm này, mà tối nay ngày mình bị say sưa ở trong cái ngã chấp. Dạ. Ở trong cái ảo tưởng về ngã chấp. Cái đó gọi là có thân mà. Dạ, quý vị có thể chờ chút xíu. Dạ, hello. Hello. Dạ, dạ. Dạ, được cô. Dạ, được cái gì cũng được cô. Dạ. Dạ, chiều nay đi cô. Dạ, chiều nay cô. Dạ, dạ không, dạ, dạ được cô. Dạ. Dạ, chiều nay được cô. Dạ. Dạ, dạ, dạ cô. Dạ, dạ. Xin lỗi quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ. Ồ, nãy giờ chúng tôi nói mà chúng tôi quên là nó hết giờ rồi. Xin lỗi sư tổ Pháp Tân. Dạ. Hồi nãy giờ không biết sư tổ Pháp Tân có trở lại không? Thì thưa quý vị, nói tóm lại là khi mà chúng ta đọc vào kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật dạy rằng khi mà mình có cái thân tâm này đó, nó là cái phương tiện để thắp sáng chánh niệm. Đối với hành giả như vậy là đủ. Chúng ta không cần phải nói rằng ồ, cái tôi nó biến mất, cái tôi đi hiểu, cái tôi thế nào, không cần. Dạ. Cái người mà không có tu, không có hiểu biết Phật Pháp đó, thì có cái thân, cái tâm để nó đầy đọa mình, để nó làm khổ mình, để nó tăng trưởng ngã chấp, để tăng trưởng phiền não. Nhưng mà người có tu thì thấy rằng thân tâm này, có thân đây vì ấy ăn sống ăn trú tánh niệm, có thọ đây, có tưởng đây, có thọ đây, có tâm đây, có pháp đây, thì dùng cái đó là phương tiện để thắp sáng chánh niệm thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Chưa xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trưng chi tôn đức đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có bài học giáo trình A Di Đà, nói tiếp tục về 14 chức năng của tâm, phần cuối cùng. Xin hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, cảm ơn quý sĩ. Sa thú lành thai, con Phong Lan thành kính
Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh Pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Yang kim chi phu thà la ca ma ca pa pa ge re ya ma ma ca ye na va cha ma na sa di da se su ca tang ca tang ye ta pa sa ni no a ti ye ya sa ta sa ni no ca tang bu nya pa lang ma ya sa pi pa ki pa wan tu te ye tang ca tang su di tang ye tang bu nya pa lang ma ya ye ya ta Con xin hồi hướng phước lành mà các cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường mẹ cha. Tiền tiền quá ban tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúng hòa thủy nhân tu sa phang su bang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang o tu sa phang su bang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa tham ma lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang o tu sa phang su bang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa sang ca lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang thiện công đức đã làm kiến chiếm làm giải thoát.